Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình ra mình quay cho mấy bạn xem mấy cái hạt bo bo mình nó chín nè. Như cái bông này là mình cắt được rồi đó bạn. Nè ha. Nó đã chín tới rồi. Như vậy là mình đã cắt được rồi đó. Ha. Nè, chín tới cậy rồi. Cái hộp này nó trắng rồi nè. Như cái này là chín tới rồi nè, cái cây nó cũng đã muốn khô rồi nè bạn. Đây. Đó. Cái này mình cũng thu hoạch được rồi nè ha, để mình quay một vòng cho các bạn xem ha. Đây à, những cái bông này thì mình chưa ấy được tại vì nó còn xanh mà ha, cái này nó còn xanh nè, mấy hồi này nó còn xanh. Đó. Chưa có ái được, này cũng 4 5 ngày nữa nó chưa chín tới. Cái bông này cũng vậy thôi. Chưa có ái được, nó còn xanh lát, nó còn xanh hả, hơi xanh, nhưng mấy cái này thì nó mới ái, nó mới có đậu, nó chưa có được chưa chín đó. Đó, còn xanh lát. Như mấy cái bông này cũng vậy nè. Đây. Như cái bông này cũng vậy nè. Cả từng nữa bạn. Nó chín, nói chung là nó chín không có đều bạn. Còn mấy bông bo bo đỏ nè, này nó mới có còn thụ phấn mà ha. Đó, nó đang mấy cái bông nó đang thụ phấn, mấy bông cao cao bo bo đỏ, mấy cái này cũng vậy nè. Nhiều lắm. Nói chung mình ăn mình cắt ngang cái bông này nè, cắt ngang vậy, cắt ngang khúc này rồi mình để cái cây lại là nó nhảy ở dưới gốc rồi. Nó nhảy nhiều lắm, ăn hoài luôn á. Miếng đất mà nó ẩm 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 quanh năm là cái cây nó sống hoài, nó nhảy con nhảy 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 ra. Như mấy bông này cũng mình để ngày 2 ngày nữa mình thu hoạch cũng được mà thôi, để nhiều khi chuột các bạn, chuột nó ăn. Nó mấy bông này nó mới đã ấy thôi, trắng trắng. Như mấy trong bông bông trong đó là nó chín tới luôn rồi. Nó nè, như bông mấy bông này chín rồi. Đó, mình sẽ cắt vô hết. Nó dài dài mấy bông kia. Đó. Để mình thu hoạch đó. Thường thường mình trồng mấy này mà chim nó khoái ăn, thì một cái số chim cu á, nó như nó mới ăn đó bạn, nó chưa có quen á, nó gấp nó sẽ lừa ra ha. Còn mình cho nó ăn quen rồi á, chim nó khoái lắm, nó mê lắm bạn, nó mê ăn lắm. Tại vì lúc mới thì chim nó còn lạ ha, nó lạ, nó có coi số con, nó sẽ lừa ra, nó lừa nó không ăn. Mấy cái mình cắt cái nó mình cắt cái bông thôi, còn để cái cây lại cái nó ra nhảy con khác bạn, hoặc là nó nhảy cái tược ha. Cái này nó không phải như cây bắp mình trồng mình ăn hoài luôn á, từ khi nó khô hạn rồi nó không có nước rồi nó cây nó chết thôi, còn có mình trồng mình ăn hoài. Đúng rồi, chín đỏ hết, chín trắng hết.
Nói chung cái cây mà trồng mà đất tốt nó không cái lá nó không xuống lá mà. Nó bông nó bự lắm. Còn có mình đất mới á làm như nó bị phèn á bạn. Cho nên nó xuống lá hết trơn. Chỗ nào mà cái cây nó tốt quá. Cây nó tốt cái nó bông bự bự không à, sẽ mê lắm. Mày đất nó không được tốt, bông bông nó nhỏ nhỏ, có những chỗ bự. Mình lựa cái ấy à, nó còn xanh quá thôi mình để lại, để nhiều khi nó vô nó ai tươi quá nó mốc, mà để lâu nó mốc ha. Rồi cái hai là mình muốn để giống lại nó cũng khó nữa, tại vì cái nó chưa có đến tuổi. Nhưng mấy cái bông này thì mình để lại này nó mới có trắng này, nhưng mấy bông này nó cũng chín mà nó cũng chưa chín tới không. Này mình vô mình cho mấy con ấy nó ăn liền, chim cua. Cái này gì ta, chuột nó khoái đó bạn, nó leo lên nó ăn được ha. Đằng này cũng có mấy bông mà bạn, bông này nó thì nó chưa có ấy, nó còn xanh quá. Cái bông này thì nó chín rồi nè, chắc cái bông này, bông này to nè, mà nói chung là nó cũng không đều nữa chắc mình ăn trước chứ để chuột nó vô. Chuột cút gà nó lúa ruộng đang mới chín là nó ra ngoài ruộng hết rồi, chứ mưa máu hết là nó vô nó ăn, mà nó leo lên nó ăn hết trơn, nó hay lắm. Nhưng mấy bông bông này nó còn xanh nè, nó chưa ấy mình để lại ha. Nhưng mình cắt nó chín tới á mình có thể mình để giống nào được ha, chứ mình cắt non quá thì nó vô nó cái mầm của nó đó, cái mắt ngủ của mầm đó, nó không có ấy mà vậy mà cũng có chuột leo lên ăn. Có mấy bông nó còn ấy, nó sau một hồi thu hoạch mình được được mớ các bạn. Như mấy cái bông này nè, nó bông này đất nó tốt nè, học này nó chín nè, này là tới chín luôn rồi ha. Như mình cắt cho nó già vậy nè, mình có để giống nó cũng nó hạt nó lên nó chất lượng hơn các bạn. Nhiều khi mấy bạn mình cắt sớm quá thì mình để giống được, như chẳng hạn cái này nó còn hơi xanh nè, mấy bạn thấy cái hột mấy ngón tay mình nó còn hơi xanh nè, cái này để nhiều khi khô á, cái đầu mấy cái mầm nó bạn nó khô nó héo, cái nó còn non quá, cái nó dọt vô nó móc luôn, nó không có lên ha. Còn mình để cho nó khô quá nó chín tới như vậy nè, để hột nó chất lượng ha. Đó. À như mấy cái này là nó tới luôn nè, nó chín tới mà nó móc luôn đó. À, như vậy là để giống ok nè. Mà nói chung nhiều lắm. Mình trồng nhiều. Chừng này chừng chùm này mà trồng ra biết bao nhiêu cây nữa bạn. Đó. Vậy là mình dục vô cho chim nó ăn thôi. Nói chung chim mới thì có con nó ăn, có con không bạn. Ăn thời gian nó quen nó ăn. Ưa lắm. Cái này là cái nhiều khi cái này là mình ăn được chứ không phải là ăn không được các bạn, tại mình trồng nhiều á, với hai lần giờ người ta cũng ít 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 ăn ha, cho nên mình trồng mình cho chim nó ăn. Ha. Này như cái hộp này là mà mình găm xuống đất là nó lên nó rụng ra nè. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái video thứ hai. Bye bye.